Tuy thí tác lợi nhuận Tưới tẩm lợi ích chúng sanh Nhi bổn tịch bất động Câu này rất quan trọng Bồ Tát có khởi tâm động niệm chăng? Không có Hóa độ tất cả chúng sanh Nhưng không khởi tâm, không động niệm Chúng ta muốn hỏi Lúc còn tại thế Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết Pháp Giáo hóa chúng sanh suốt 49 năm Ngài có khởi tâm động niệm chăng? Nói với chư vị Không có Thật sự không có Đi đứng nằm ngồi Đều như như bất động trong kinh điển đại thừa có câu na già thường tại định dơ hữu bất định thời na già là tiếng phạn là chỉ cho rồng voi rồng chúng ta chưa thấy nhưng đã thấy voi quý vị xem con voi đi đứng nằm ngồi quả thực giống như đang ở trong định Lấy ý này để làm ví dụ Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Bất luận trong đường nào Đi đứng nằm ngồi đều ở trong định Trong định chính là không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Quan nghi giáo hóa chúng sanh Là từ trong tự tánh tự nhiên hiển lộ ra Ngôn ngữ cũng là tự nhiên hiển lộ ra chắc chắn không thông qua suy nghĩ tôi thử nghĩ xem nên nói với quý vị như thế nào đó là phàm phu đó không phải là địa thượng bồ tát chỉ cần minh tâm kiến tánh họ chắc chắn không có suy nghĩ chắc chắn không nói tôi thử nghĩ xem không có cảnh giới này quả thật không thể nghĩ bàn không nghĩ họ cũng có thể biết đúng vậy vì họ hoàn toàn biết được quý vị không hỏi không hỏi họ cái gì cũng không có khi không hỏi là trạng thái gì chính là đại sư huệ năng nói đâu ngờ tự tánh vốn không dao động là trạng thái này đích thực họ đầy đủ nhưng không hiển lộ Nếu có duyên nó liền Năng sanh dạng pháp Tự nhiên sanh ra Pháp tánh không thể nghĩ bàn Chân tâm không thể nghĩ bàn Chân tâm bất loạn ngày nay chúng ta nói nó có hệ thống hệ thống tư duy hệ thống tổ chức hoàn toàn không loạn cảnh giới hiện tiền không phải chính mình mà là tùy thuận chúng sanh chúng sanh thích gì họ tự nhiên hiện ra như vậy Bản thân không có khởi tâm động niệm. Thế giới cực lạc thành tựu như thế nào? Lúc pháp tạng tỳ kheo khởi tâm động niệm. Đến lúc pháp tạng tỳ kheo thành Phật, thế giới của ngài tự nhiên hiện tiền. Quả thật không thể nghĩ bàn Chúng ta khó mà tưởng tượng được Áo mật của vũ trụ Áo mật của tâm tánh vượt qua vũ trụ Vũ trụ là sở hiện Tâm tánh là năng hiện Vũ trụ là sở biến A lại gia là năng biến Ngày nay giới khoa học phát hiện A lại gia Nhưng không phát hiện được áo mực của A lại gia Vì sao? Phát hiện được Họ liền được thọ dụng Nhưng họ chỉ phát hiện được A Lại Gia Nên không được thọ dụng Cũng chính là nhìn thấy một hiện tượng mơ hồ của A Lại Gia Nhưng không hiểu rõ ràng trong A Lại Gia rốt cuộc có những gì Bác địa Bồ Tát chứng được Họ hiểu rõ ràng nên họ được thọ dụng à, thọ dụng của họ là gì chân thường tịch tịnh ừ. cũng chính là nói tự tánh bổn định hiện tiền ừ. huệ năng đại sư nói vốn ừ. không dao động đây là bát địa Đến cổ địa là năng sanh dạng Pháp Thể của chân như đã khởi tác dụng Chiếu kiến ngũ uẩn đều là không độ tất cả khổ ách Tất cả khổ ách chính là tất cả chúng sanh Chúng sanh chưa kiến tánh tâm này đã phát đến pháp dân địa không những phát tâm mà còn phải thực hành thực hành ở đây chính là khởi đại dụng cảm ứng đại giao với tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới chúng sanh có cảm lập tức liền ứng trong kinh lăng nghiêm nói đương xứ xuất sanh ứng này chúng sanh liền có cảm lúc nào họ cảm cảm ở đâu ngay lúc đó ứng tại chỗ đó tùy xứ diệt tận năng lượng của cảm mất đi ứng cũng sẽ không còn Cảm ứng là huyễn tướng Giúp chúng sanh huyễn tướng này giác ngộ Trở về tự tánh Mục đích là chỗ này Tuy thí tác lợi nhuận Đây là nói về Phật sự Lợi ích thấm nhuần chính là hiện thân thuyết pháp tám dạng tế hạnh tám dạng pháp môn của bồ tát ba ngàn oai nghi trong tiểu thừa đây đều là lợi và nhuận Đều bao hàm trong hai chữ này Quan trọng là gì? Bổn tịch tịnh bất động Đức Thế Tôn thị hiện ở thế gian này suốt 80 năm Ngày đầu thai Có cha có mẹ 19 tuổi rời xa gia đình đi cầu học Học suốt 12 năm 30 tuổi Ở dưới cội Bồ Đề Ngài buông bỏ tất cả sở học Nhập định Đại triệt, đại ngộ Minh tâm, kiến tánh Chúng ta phải lãnh hội được sự thị hiện này 19 tuổi xuất gia là buông bỏ phiền não chứng ba mươi tuổi nhập định dưới cội bồ đề buông bỏ sở học 12 năm là buông bỏ sở tri chướng nếu không buông bỏ sở tri biến thành chướng ngại Chứng ngại quý vị đạt được định chướng ngại quý vị khai trí tuệ vì sao sở học bên ngoài đó là ngoài tâm cầu pháp nó không phải trí tuệ mà là tri thức nếu không buông bỏ tri thức làm chướng ngại trí tuệ hiện tiền phải buông bỏ vậy chúng ta buông bỏ phiền não chúng buông bỏ sở tri chứng đại triệt đại ngộ